Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Là đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Đón Tết giàu sang, tấn tài tấn lộc tấn an khang, tuổi Bính Thìn 1976, đắc lộc ơn trên, chúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu to, đón Tết 2025, giàu sang sung sướng. Mến chào quý vị cô bác anh chị tuổi Bính Thìn 1976. Đang theo dõi video trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, chúc cô bác anh chị nhận được nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Vâng, thưa cô bác anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Bính Thìn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Bính Thìn hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Bính Thìn phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Bính Thìn đã phải tìm đến video này. Hẳn là cuộc sống của Bính Thìn không được dễ dàng là mấy. Bính Thìn thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Bính Thìn hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Bính Thìn những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Bính Thìn hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Bính Thìn đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Bính Thìn. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Bính Thìn nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Bính Thìn thay đổi, thì thái độ của Bính Thìn cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Bính Thìn sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Bính Thìn chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Bính Thìn thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Bính Thìn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Cô bác anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, năm 2024 đang dần khép lại, với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác anh chị do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thảnh thơi không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều cô bác anh chị đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng. Chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một năm 2025 sum vầy bên nhau, không mong mâm cao cỗ đầy. Chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi, thời gian của Bính Thìn không còn nhiều nữa. Chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Bính Thìn nỗ lực bứt phá vươn lên. Bính Thìn thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học,
năm 2025 có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Bính Thìn cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt. Ngoài kia dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Con rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số 12 con giáp. Nó tượng trưng cho tham vọng và thống trị, nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng và mang tính thần thánh. Người sinh vào năm Thìn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ và tỏa sáng và là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Dáng vẻ to lớn, oai hùng của rồng trong thần thoại khiến tư tưởng của con người mặc sức bay bổng. Bởi vậy, dù có hư cấu hay không, phẩm chất thần kỳ của rồng chắc chắn tiềm ẩn ở những ai sinh năm Thìn. Người tuổi Thìn khoan dung đại lượng, tràn trề sinh lực và sức khỏe dồi dào. Với anh ta, cuộc sống là ngọn lửa rực rỡ sắc màu. Dù anh ta tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, phiến diện, võ đoán, suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi quá cao hoặc cố chấp không chịu nói lý lẽ, song chưa bao giờ mất đi những kẻ sùng bái mình. Do anh ta kiêu ngạo, thanh cao, vô cùng thẳng thắn, nên ngay từ nhỏ đã xây dựng lý tưởng và đòi hỏi người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như mình. Người tuổi Thìn luôn có mục đích sống rõ ràng, anh ta phải có một sự nghiệp để phấn đấu. Khi phạm sai lầm, bạn thử tưởng tượng xem ngọn lửa trong lòng anh ta sôi sục đến mức nào. Chẳng hề có kế hoạch vĩ đại bắt tay làm lại từ đầu sau thất bại. Rồng giống như chiếc ô tô hết nhiên liệu, cuối cùng bị người ta lật nhào, nom rõ thảm hại. Người tuổi Thìn cũng như tuổi Tỵ luôn có duyên với sự thành công, nhưng anh ta thẳng thắn công khai bày tỏ quan điểm của mình hơn người tuổi Tỵ. Thất bại của anh ta thường bắt nguồn từ nguyên nhân thể lực, cho nên dù anh ta có thua cũng chẳng để lại vết thương trong lòng. Anh ta là người dám nói, dám làm và có thể đơn thương độc mã đi chiến đấu, thị uy với lãnh đạo, thu thập chữ ký của hàng triệu người cho bức thư đang công khai trên báo hoặc thư góp ý kiến. Cách công kích mạnh mẽ này giúp anh ta tránh được mọi căn bệnh stress hoặc liên quan đến thần kinh. Nữ giới tuổi Thìn là một quý nhân trong số 12 con giáp. Cô ưa thích khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị, nam nữ bình đẳng. Những hành vi kỳ thị phụ nữ khiến cô nổi trận lôi đình. Đừng có chống đối cô ấy, cô ta sẽ đánh bại đấy, vì cô chẳng hề biết nhẫn nhục chịu đựng là gì đâu. Qua cách phục sức của cô ta, bạn có thể thấy rằng cô là một người nghiêm túc, quần áo tiện dụng được cô ưa thích nhất. Trên áo cô không có vết nhàu, không cần giải đeo lưng, chẳng có chiếc cúc thừa nào, ưa thích mặc đồ thoải mái, thích hợp cho vận động, có nghĩa là cô ta sẽ mặc những bộ ống tay áo rộng rãi, sạch sẽ, tiện lợi để làm việc một cách nhẹ nhõm, thoải mái. Cô ta không phải đau đầu vì lựa chọn quần áo mặc hàng ngày. Các cô gái tuổi Thìn ít khi trang điểm cho chút bản thân, không có bất kỳ món trang sức nào, hoàn toàn mộc mạc tự nhiên. Lòng tự trọng của cô rất cao, tuy cao giá nhưng cô không muốn người ta đón tiếp cô như thánh nhân, mà chỉ cần ở bạn sự tôn kính. Dù khuyết điểm của người tuổi Thìn là nhiều sở trường, song hào quang của anh ta vẫn chói mắt mọi người. Anh ta rất phong độ, không bao giờ đố kỵ ai. Có lẽ anh ta luôn miệng cằn nhằn, nhưng chẳng khi nào thấy chết không cứu. Điều này không phải vì anh ta chân thành quan tâm, mà do anh ta cảm thấy có trách nhiệm với hết thảy. Người tuổi Thìn rất vui vẻ khi được đóng góp sức mình. Trước khi anh ta thừa nhận sự thất bại, anh ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh để thử một lần cuối, làm mẫu người hướng ngoại. Vô cùng yêu thiên nhiên, anh ta có thể trở thành một vận động viên năng nổ, ham thích bơi lội. Anh ta có tố chất của một nhân viên marketing siêu cấp, luôn tiếp thị với bạn bè, nhóm hội của anh ta. Thời tiết lúc người tuổi Thìn sinh ra có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này. Đứa trẻ sinh ra trong mưa gió bão bùng sẽ đi trên con đường đời trông chênh đầy mạo hiểm. Người sinh vào ban ngày khi trời biển phẳng lặng, thanh bình, cả đời sẽ được bảo vệ và tính tình cũng rất đáng yêu. Người tuổi Thìn hoặc kết hôn sớm hoặc độc thân một mình, một bóng, anh ta vui sướng với cuộc sống tự do vì công việc và sự nghiệp đã chiếm trọn cuộc đời và luôn có bạn bè hoặc người mến mộ đến làm bạn. Người tuổi Thìn không thích lãng mạn và tính tình rất hào phóng, anh ta khẳng khái, chẳng bao giờ để tâm đến ngân quỹ của chính mình thu chi cân bằng hay không. Người tuổi Thìn tích cực lạ thường, anh ta sẽ không buồn lâu, anh ta vui vẻ hoạt bát và phản đối chủ nghĩa màu mè, điệu đà. Không chấp nhận thất bại, anh ta sẽ tự mua dây buộc mình, khi cho rằng mình chẳng có lỗi lầm gì, anh ta sẽ tự lao đầu vào vực thẳm gian nan.
anh ta có mặt trên đời chính là để đạt được mục đích cao nhất. Bạn càng muốn thay đổi anh ta hoặc đẩy anh ta tránh khỏi rắc rối, anh ta càng trở nên ngoan cố. Anh ta không hổ danh là người cầm đầu, ngay cả lúc buồn bã nhất, anh ta cũng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, sống duy tâm và đầy kiêu hãnh. Khi phải tiến hành việc gì hệ trọng, thì người tuổi Thìn luôn được cần đến. Họ có các ý tưởng lớn và những ước mơ vĩ đại, thẳng thắn, bộc trực, luôn cho người khác biết họ nghĩ gì. Cuộc đời có nhiều thăng trầm, một vài người tuổi này mơ mộng viễn vông với những hoạch định lớn lao. Trong khi những người khác chỉ đơn thuần muốn phô trương khoe mẽ, thích được sùng bái kính trọng, nhưng những lời tâng bốc nịnh nọt không dẫn họ đi đến đâu. Tuy nhiên, họ rất may mắn và người khác thích ở cùng phe với họ. Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy sexy. Đàn ông tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Bạn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy bạn biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường đối với bạn, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lộc của bạn quả chính xác và sáng suốt. Nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên nếu bạn muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi, khi lớn lên khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên có một số người lại cho rằng tuổi Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn, ngược lại tuổi Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình, họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Bính Thìn sinh 1976. Người sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977, thuộc tuổi Bính Thìn, cầm tinh con rồng, thiên can Bính kết hợp với địa chi Thìn, mang ý nghĩa thiên thượng chi long, tức rồng trên trời. Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh thổ, sa trung thổ, tức đất pha cát, theo học thuyết ngũ hành, năm Ất Tỵ 2025, là năm mệnh hỏa, tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can Bính bình hòa với can Ất, địa chi Thìn gặp Tỵ được bình hòa. Nhìn chung lá số tử vi 2025 của tuổi Bính Thìn rất tốt đẹp,
sự nghiệp của mệnh chủ đã có những thành tựu nhất định. Năm 2025 là thời điểm Bính Thìn có thể củng cố tiền đồ thêm vững chắc. Cơ ngơi đã gây dựng này không chỉ là tài sản của năm tuổi Thìn 1976, mà còn là nền tảng để con cháu sau này phát triển. Năm 2025, các khía cạnh sức khỏe, tình cảm, gia đạo của bản mệnh Bính Thìn khá tốt đẹp, mệnh chủ nên cố gắng cư xử khéo léo, hòa hợp để cân bằng các mối quan hệ tốt nhất. Hơn nữa, ở độ tuổi này, công việc nên dần được chuyển giao cho thế hệ sau. Bính Thìn sẽ cần dành nhiều thời gian cho đời sống tinh thần, chiêm nghiệm về cuộc sống. 1. Sao chiếu mệnh. Mệnh chủ sinh năm 1976, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2025, chòm sao Phúc Tinh chủ về tài lộc và sức khỏe. Bính Thìn nam mạng có vận khí khá thịnh vượng, vượt qua giai đoạn thăng trầm trong công việc nhờ tài trí thông minh, cách cư xử khéo léo. Nếu duy trì phong độ làm việc ổn định, mệnh chủ sẽ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu sự nghiệp. Với nữ mạng, Bính Thìn nữ mạng gặp sao chiếu mệnh Thổ Tú trong năm Ất Tỵ 2025, chòm sao chủ về thị phi, thử thách. Năm này mệnh chủ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc lao lực gây tổn hại đến sức khỏe. Trong cuộc sống, nữ tuổi Bính Thìn 1976 hãy giữ thái độ dĩ hòa vi quý. Đối với chuyện gièm pha thì nhẹ nhàng cho qua, không nên bận tâm nhiều. 2. Vận hạn. Bước sang năm 2025, Bính Thìn nam mạng gặp hạn toán tận, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Nam mạng tuổi Bính Thìn nên lưu tâm tới vấn đề tài chính, chủ động quản lý chi tiêu cá nhân, cũng như tích lũy an toàn để bảo vệ nguồn thu tài sản. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng trong việc đầu tư, vay mượn hay ký kết giấy tờ. Đối với nữ mạng, gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm 2025, vận hạn chủ về sức khỏe, năng lượng suy giảm. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần, có những chuyện không thể cưỡng cầu thì nên thuận theo lẽ tự nhiên để tâm được an, lòng thanh thản, hài lòng với cuộc sống hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân gia đình thì mệnh chủ sẽ cảm thấy hạnh phúc, an nhiên. 3. Vận niên. Nam và nữ tuổi Bính Thìn sinh 1976 gặp vận niên, thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa trong năm này, báo hiệu một năm khởi sắc trong sự nghiệp và tình cảm. Mệnh chủ Bính Thìn sẽ nhận được thành quả xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực và làm việc. Vận may tài lộc đúng thời điểm giúp mệnh chủ thêm phần tự tin trong công việc, đảm đương tốt các dự án sắp tới. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi năm 2025 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tam hội đem tới những điều vô cùng tốt đẹp, thong dong dành cho con giáp tuổi Bính Thìn. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy những chú rồng có thể kê cao gối ngủ. Nhìn chung, những chú rồng không gặp bất cứ trở lực nào trong khoảng thời gian khởi đầu năm mới, như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính, tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Đầu năm mới tuổi Bính Thìn làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam khiến bạn mất cả chì lẫn chài, nhưng ngay từ đầu tháng bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Đào hoa có dấu hiệu khoe sắc tích cực, nhờ Bách Việt chiếu mệnh, người độc thân vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở. Có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm 10, giữ gìn gia đạo yên vui. Phương diện sức khỏe cần chú ý tới vấn đề ăn uống, những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài, dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Thìn 1976, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi năm 2025 âm của 12 con giáp, công việc của tuổi Bính Thìn tiến triển thuận lợi, dưới tác động tích cực của cục diện tam hội. Đầu năm hứa hẹn sẽ vô cùng thong dong với đường công danh của con giáp này, lại gặp thêm nguyệt lệnh lâm thai xuất hiện, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy những chú rồng có thể kê cao gối ngủ trong thời gian này. Công việc đầu năm không quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu này, vận trình cả năm về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm.
Mưu sự không quá khó khăn, nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá cao. Bên cạnh đó, Bách Việt tăng vận đào hoa có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Mọi xui xẻo, điều bất lợi của năm cũ coi như đã qua, năm mới nghênh đón nhiều niềm vui và may mắn. Nhìn chung những chú rồng không gặp bất cứ trở lực nào trong khởi đầu năm mới như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nên nhớ luôn đổi mới và sáng tạo sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Bính Thìn sinh 1976, năm 2025 âm lịch. Theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của tuổi Bính Thìn cũng khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của chính tài. Đầu năm này tuổi Bính Thìn làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, thời điểm đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên bạn vẫn nên tiến hành từ từ, thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với người theo nghiệp kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam và vội vàng có thể sẽ khiến bạn mất cả chì lẫn chài, có điều tiền kiếm được nhiều mà tiêu đi cũng không ít cho các kế hoạch đầu năm. Vì thế dù vượng tài mà tuổi Bính Thìn cũng chẳng dành dụng được là bao, tiền vào cửa trước lại ra cửa sau do bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu. Do đó, ngay từ đầu năm bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Muốn kích vượng vận tài lộc ở góc đông bắc trong nhà, nơi có sao Bát Bạch chủ tài lộc cư ngụ, người tuổi này có thể đặt một bể cá vàng hoặc bài trí thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài lộc. Xét phương diện tình duyên tuổi Bính Thìn 1976 năm 2025 âm lịch. Đây quả may mắn với người tuổi Bính Thìn khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui. Nhờ Bách Việt chiếu mệnh, đào hoa ngay đầu năm mới đã có dấu hiệu khoe sắc tích cực, đầu xuân vận khí thuận lợi, vạn sự tươi mới, là thời điểm nhân duyên nở rộ mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ hạnh phúc gia đình. Đi đâu làm gì con giáp này cũng dễ dàng hút sự chú ý. Điều này rất có lợi cho nhân duyên của người độc thân. Cát tinh xe duyên giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Cũng có người có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Hãy mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, để vết thương trong quá khứ ngủ yên, có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Các khí từ sao Bách Việt còn có tác dụng hóa giải mâu thuẫn, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm nhưng biết chín bỏ làm 10, qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu và gắn kết, giữ gìn gia đạo yên vui. Nhìn chung, đây sẽ là thời điểm khá yên bình cho những người đã kết hôn, tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn 1976, năm 2025 âm lịch. Độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe, do đó anh chị tuổi Thìn 1976 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. Năm nay bản mệnh Bính Thìn có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc, biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan tích cực, sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác. Bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình, có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Bính Thìn, cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2025. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có.
nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2025. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng Bính Thìn, hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Huỳnh Tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Vâng thưa quý vị, theo quan niệm của người xưa, chọn người hợp tuổi xông nhà sẽ giúp kích hoạt tài lộc, thu hút vận may cho gia chủ trong năm mới. Khi chọn người xông đất đầu năm ngoài yếu tố hợp tuổi, ông cha ta còn cẩn thận chọn người có tính tình tốt bụng, hiền lành, nhân hậu, được mọi người yêu mến. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Bính Thìn. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Bính Thìn trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Ất Dậu 2005, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Ất Tỵ 1965, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Ất Dậu 1945, tốt, Bính Thân 2016, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Thìn trong năm Ất Tỵ 2025 là Canh Dần 1950, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Mão 1951, không tốt, Canh Tuất 1970, không tốt, Canh Thân 1980, không tốt, Quý Hợi 1983, không tốt, Tân Mão 2011, không tốt, Giáp Dần 1974, bình thường. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến,
chấp nhận sự thua luôn là một điều khó làm, chấp nhận rằng mình đã mất, chấp nhận rằng mình kém cỏi, chấp nhận rằng mình chủ quan không đủ kiến thức, hay chấp nhận rằng do mình lười biếng hành vi chảnh mảng, ít người dám thừa nhận sự thua của bản thân mình, nên chúng ta đổ tại đời, chúng ta đổ tại người, chúng ta đổ tại số, chúng ta trách vận mệnh thiên thời, chúng ta oán ma xui quỷ khiến, nhằm khỏa lấp cái ý tưởng rằng ta giận chính bản thân mình, đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn, đẩy cuộc đời ta vào những hoàn cảnh chông gai. Nhưng thực ra trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù bạn ở tuổi 30, 40 hay 50, thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có, là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thật sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính bạn là người đã quyết định cuộc đời mình. Sướng thì bạn hưởng, khổ thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Bạn bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng, lừa đảo về vật chất, đấy là do bạn không đề phòng. Bạn bị ai đó lợi dụng tình cảm, phụ bạc và phụ lòng, đấy là do mắt nhìn người của bạn chưa chuẩn xác, do bạn bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời ban không dùng vào. Bạn làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do bạn chưa đủ giỏi, kế hoạch của bạn chưa đủ chuẩn, bạn cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được vòng luẩn quẩn, cũng là do trí bạn chưa đủ lớn, chăm bạn chưa đủ nhiều, nghị lực bạn chưa đủ phi thường, để kỷ luật và gò ép bản thân. Lắm lúc sau khi tự vấn, quy lỗi lầm về chính mình, như tiên trách kỷ, bạn sẽ thấy lý do mình thua trong đời, nó rõ ràng và mạch lạc lắm thay. Bản thân ta là nguyên nhân khiến ta thua, thì chính bản thân ta cũng là nguồn cơn cho sự thắng. Nếu bạn còn muốn chiến, còn muốn đấu, còn muốn bắt đầu, còn muốn khởi nghiệp, hay có một cuộc nhân sinh tận toàn với trách nhiệm đang phải gánh, thì hãy ngồi lại, ngẫm lại cuộc hành trình bạn đã trải, xem mình sai bao phần, mình kém bao chỗ, rồi sau đó khắc phục nó mà lại bước vào cuộc chinh chiến dài kỳ. Đặc biệt nhắc nhở 1976, vì giờ là lúc cuộc đời bạn chuẩn bị bước vào những ngã rẽ quan trọng nhất trong cái chung vận này, là thành hay bại, là được hay mất, là rực rỡ hay ảm đạm, là cười thật nhiều hay nuối tiếc thật lắm, chính là ở cái đoạn quan trọng này của nhân sinh. Và mong bạn nhớ rằng ta thua cuộc nhưng chưa từng bỏ cuộc, chỉ cần ta không bỏ cuộc thì mọi thứ nhất định sẽ ổn thỏa mà thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.